Dạ, Trần Việt xin mến chào quý vị. Dạ, hôm nay đó thì nói thiệt, Trần Việt thấy cái tựa đề bài báo trên Tuổi Trẻ nha. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói như thế này: đất nước đang cần tiếng nói trung thực, quả cảm. Bữa nay thì Trần Việt tính phân tích những cái lời mà của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây quả thật là cái chuyện mà chuyện lạ bốn phương đó. Đây là một trong những chuyện lạ bốn phương. Một tên mà cộng sản mà chủ tịch nước mà dám nói rồi là đất nước đang cần tiếng nói trung thực. Ở đây đó, Trần Việt muốn phân tích là nó thiếu chữ nhẫn. Nó thiệt, hồi nào giờ mình sợ những cái tên mà độc tài nó lên tiếng lắm. Thành ra nó muốn tiếng nói một mình nó thôi. Thành ra nó không có chữ nhẫn trong đó. Thấy không? Thành ra Trần Việt xin phép gọi là thêm cái chữ nhẫn nè. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: đất nước đang cần những tiếng nói trung thực, quả cảm. Cảm ơn ông Võ Văn Thưởng nha, nhưng mà sự thật không cảm ơn đâu. Nếu mà cảm ơn á là ông Thưởng đó, ông chủ tịch nước mà ông có quyền mà, ông ăn xá ngay đi ông Thưởng. Ăn xá ngay đi anh Bùi Tuấn Lâm đó. Bùi Tuấn Lâm. Đây, anh Bùi Tuấn Lâm đây. Đây, những hình ảnh của anh Bùi Tuấn Lâm đây. Anh Bùi Tuấn Lâm, anh có tội gì mà bắt ảnh 5 năm, 5 năm 6 tháng tù? Về cái tiếng nói trung thực của ảnh thôi. Anh Tuấn Lâm, anh quá trung thực đi. Một cái tên mà gọi là Đại tướng Tô Lâm ăn bò giác vàng. Ăn bò giác vàng tới 51.000 đô la cho bữa ăn của ông. 37.000 23 bảng Anh đó. Đổi ra là 51.000 đô la. Bò giác vàng, một bữa ăn của ông Tô Lâm. Và thế là anh Bùi Tuấn Lâm, ảnh bắt chước rồi là thánh rắc muối. Ảnh là rắc hành nữa, tại vì ảnh bán bún bò mà. Ảnh bắt chước, ảnh bán là rắc hành trong cái tô bún bò của ảnh. Thế là ảnh bị phạt cái tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là sự thật là ảnh chống, không bao giờ ảnh chống cái đất nước của mình. Ảnh chống là chống cái thằng Tô Lâm, Đại tướng Tô Lâm. Tại vì ăn 51.000 đô la giống như là đang ăn trên xương máu của đồng bào mình. Đồng bào mình đang sống nghèo khổ, đang khổ sở vì cái vấn đề Covid. Ai cũng đói khổ hết. Mà cái thằng Tô Lâm nó ăn tới 51.000 đô la. Thành ra anh Bùi Tuấn Lâm ảnh lên tiếng nói sự thật. Mà sự thật là hàng hàng trăm hàng ngàn báo chí trên thế giới nó đã nói về cái bữa ăn của Tô Lâm rồi. Trần Việt không cần phải phải đưa ra bằng chứng gì. Tô Lâm ăn bò giác vàng 51.000 đô la và ai cũng hiểu điều đó rồi. Rồi tại sao người ta đó, anh Bùi Tuấn Lâm, anh chỉ lên tiếng, anh nói cái sự thật thôi. Tại sao phải bắt anh bỏ vô tù vậy? Hả? Tại sao phải bắt anh Bùi Tuấn Lâm bỏ vô tù? Với cái mức án tù rất là nặng là 5 năm tù, 6 tháng. Đây, quý vị thấy đây là Đài Voa tiếng nói tiếng Việt nha. Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm bị Đó. tòa án ở Đà Nẵng hôm 25 tháng 5 tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. 4 năm quản chế nữa nha. Về cái tội mà tuyên truyền chống nhà nước. Trong khi các anh đó, điều 25 hiến pháp cho người dân có cái quyền gọi là tự do ngôn luận.
Điều 25 cán Điều 25 hiến pháp nó nói như vậy đó. Nhưng mà các anh lại dở cái trò lưu manh, đặt ra cái điều 331, đặt ra cái điều 117 tuyên truyền chống phá quyền tự do ngôn luận của người ta mà các anh cháu có thể mà làm cái điều mà thô bỉ như vậy, đúng không? Nhưng luật sư của ông nói không có căn cứ để buộc tội. Cổng thông tin của chính quyền Đà Nẵng dẫn cáo trạng cho biết ông Lâm từ ngày 20 tháng 4 năm 2019 đến ngày 7 tháng 9 năm 2022 đã có hành vi soạn thảo đăng tải 19 bài viết lên tài khoản mạng xã hội. Thôi, 19 bài viết này nó cũng là quyền tự do ngôn luận của người ta. Bây giờ trở lại ha, cái này thì Trần Việt cũng chưa coi, nhưng mà để coi cái bài YouTube của truyền hình Công an Nhân dân nó nói như thế nào nha. Cũng nói về Bùi Tuấn Lâm đấy, chúng ta nghe. Nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Đây là kết cục thích đáng cho những phần tử bất mãn chính trị, những con rối do các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài dựng lên, được tung hô như những anh hùng, được đóng vai người đại diện cho dân chủ, hòng xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân tham gia. Xạo gì vừa đó thôi, người ta có quyền tự do ngôn luận, thấy không? Báo mà An ninh Nhân dân gì mình kỳ gì, thấy không? An ninh TV gì mà kỳ vậy? Phải không? Người ta có quyền tự do ngôn luận khẳng định ở Điều 25 Hiến pháp. Một người không có thể mà kích động cái gì được hết á. Các anh có hàng triệu quân, hiểu không? Quân đội các anh cũng có hàng triệu quân. Công an các anh cũng có hàng triệu người. Các anh lại sợ một người đi kích động. Một người có cái gì mà kích động được cái gì? Kích động được bao nhiêu người? Các anh có gọi là cả ngàn cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình. Tại sao các anh không dùng cái đó để kích động đi? Tại sao phải đi bắt người ta bỏ tù gì? Người ta cũng có tiếng nói gì. Trong khi các anh bỏ đi, bỏ cái điều luật là 25 hiến pháp đi, thì người ta sẽ không nói nữa. Phải không? Hiến pháp cho người ta có quyền tự do ngôn luận, mà các anh không thi hành, các anh bắt người ta. Các anh chơi điểu, chơi đồ lưu manh, các anh mới đặt ra cái điều 117, các anh mới đặt ra cái điều gọi là 331. Cái điều 331 nó thấy rõ là các anh nó quá lưu manh luôn, quá lưu manh luôn. 331 nó nói là bắt gọi là giam những ai gọi là vi phạm cái điều mà tự do ngôn luận. Người ta gì, các anh gì đó, các anh đâu có tự do ngôn luận đâu. Mà các anh nói là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống phá nhà nước. Người ta có quyền lợi dụng chứ. Hiến pháp cho người ta cái quyền tự do ngôn luận, thì người ta có lợi dụng cái quyền đó để người ta lên tiếng. Thấy không? Tôi muốn nói thì tôi phải lợi dụng cái điều luật đó. Thấy không? Tôi sử dụng điều luật đó hoặc tôi lợi dụng. Lợi dụng nó không phải là cái tội. Tôi lợi dụng cái quyền đó để tôi thi hành cái quyền của tôi. Làm sao là gọi là có tội được. Thấy không? Cái nhà nước các anh là cái nhà nước mang rợ thành ma mới đẻ ra cái điều luật gọi là 331. Tội nghiệp chứ. Tội nghiệp anh Bùi Tuấn Lâm chứ. Đấy, Bùi Tuấn Lâm đó. Anh đâu có tội gì đâu. Anh chỉ nói rồi là rất hạnh thôi. Anh chỉ bắt chước rất hạnh thôi. Đó. Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm bị một tòa án Đà Nẵng ngày 25 tháng 5 tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng luật sư của ông nói không có căn cứ để buộc tội.
Cổng thông tin của chính quyền Đà Nẵng dẫn cáo trạng cho biết ông Lâm từ ngày 20 tháng 4 năm 2019 đến ngày 7 tháng 9 năm 2022 đã có hành vi soạn thảo đăng tải lên tài khoản mạng xã hội Facebook Úc với nội dung bị cho là không đúng sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nói với VOA sau phiên xử rằng theo quan điểm của ông thì không có căn cứ để phạt tù ấy, cái thời gian phạt tù ấy, vụ án có cái tính chất 6 tháng tù thì nó bị bắt giữ hồi tháng 9 năm 2022 sau nhiều năm phản biện chỉ trích chính quyền trên mạng cũng như cổ suý cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Ông cũng được biết tới với biệt danh Hàn Quốc là Thánh Rackham. Nãy giờ đó Trần Việt muốn coi là cái qua tội là Rackham thôi. Của ông mô phỏng đầu bếp nổi tiếng Salt Bay, người phục vụ Bộ trưởng Công an Việt đó, Nam Tô Lâm. Hình ảnh đây nè, Tô Lâm nè, ăn bò giác vàng đây nè. Kinh hoàng không? Nó có là 51.000 đô la. Thì anh Tô Lâm ông bắt trước thôi. Anh đâu có tội gì đâu. Cái đó là quyền tự do ngôn luận, cái đó là tiếng nói của trung thực. Trung thực mà ông Võ Văn Thưởng gọi là ông muốn người dân nói lên những điều trung thực như vậy. Đó là bây giờ đó, bây giờ qua cái tiếng nói của ông Võ Văn Thưởng đó, mình hỏi lại nhá. Mình hỏi lại ông Võ Văn Thưởng, ông làm chức vụ gì vậy ông Võ Văn Thưởng? Ông là chủ tịch nước mà. Ai cũng biết ông là chủ tịch nước. Mà tại sao ông thấy những cái việc mà bất công như vậy ông không lên tiếng? Người ta chỉ có nói cái tiếng nói trung thực thôi. Mà tại sao các anh bắt người ta 5 năm 6 tháng tù vì cái tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, chống đại tướng vô Tô Lâm? Là ông Tô Lâm ông làm bậy thì phải lên chống rồi. Dù ông làm đại tướng, dù ông là chủ tịch nước, người ta vẫn lên án như thường. Ông chủ tịch nước ông làm bậy đi. Đây nè, thì có thằng Trần Việt này cũng lên án ông. Thằng Trần Việt cũng đang lên án ông nè. Nhưng mà có lẽ là không có gọi là quả cảm. Không có quả cảm giống như những người trong nước. Những người như anh Bùi Tuấn Lâm là những người quả cảm đấy. Tại vì họ đang sống trong nước và họ lên tiếng nói trung thực. Bây giờ báo của anh nè, báo của tuổi trẻ nè, báo tuổi trẻ trong nước nè, thấy không? Làm ơn đi nha. Tôi mới nói thiệt, tôi đang rồi là giận lắm nha. Mấy cái người mà nói rằng tôi đọc báo đảng rồi chửi tôi đọc báo đảng. Tôi không có khuyến khích ai đọc báo đảng hết đó. Tại vì cả thế giới này người ta biết và tất cả những người Việt đều biết báo đảng là tờ báo nói xạo. Chẳng có ai đọc hết đó. Nhưng mà tôi đọc là để tôi phản biện. Cái quyền phản biện là cái quyền của tôi. Cái phản biện những cái điều mà báo Việt Cộng nó nói láo cho đồng bào trong nước không biết. Tôi không cần với đồng bào hải ngoại. Đồng bào trong nước người ta không biết. Thành ra người ta mới bảo vệ cái chế độ đó. Thành ra tôi có quyền tôi đọc báo Cộng sản. Và tôi lên tiếng để tôi phản ảnh những cái sự mà bất bình của tôi về cái những cái lời nói mà nói láo của Võ Văn Thưởng. Đó, Thưởng thì nó nhỏ nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Thấy không? Võ Văn Thưởng có 52 tuổi à. Nhỏ tuổi hơn tôi nhiều lắm. Tôi đẻ nó ra được. Thành ra nó nói những cái lời như vậy đó. Thấy nóng không? Quý vị thấy nóng không? Chủ tịch nước nó nói lời như vậy mà nó đang cái vai chủ tịch nước. Nếu mà nó đó trung thực á, nó phải thả ngay. Nó phải ký cái lệnh ân xá ngay. Ân xá ngay cho anh Bùi Tuấn Lâm. Và anh Bùi Tuấn Lâm là một người quả cảm, một người nói tiếng nói trung thực. Thì nó phải ký ngay. Giờ này nó nói thôi. Nhưng mà nó chưa có làm. Mà nó nói đó nha, là đất nước đang cần, mà không có chỉ những trong đây, cần tiếng nói trung thực. Và nó nghĩ là tiếng nói của nó là trung thực, nó quả cảm đó, chứ không phải những, thiếu chỉ những, thấy không? Việt Cộng nó hay chơi chữ lắm á, thấy không? Phải có chỉ những đặng cho người ta biết là nó đồng ý với những cái tiếng nói trung thực. Đằng này nó cứ
cần tiếng nói trung thực thôi. Vì cộng với chơi chữ đó chứ phải không đó. Tôi biết mấy vị cộng này là như vậy đấy. Đấy không? Mà thử ai mà lên tiếng nói trung thực đi, nó bắt hết đó. Mình cũng mong rằng mà nó dẫn độ mình về Việt Nam xử đi. Tôi bên Mỹ nè. Đấy không? Tôi bên Mỹ, tôi yêu thương đất đất nước của tôi mới nói chuyện thôi. Nếu mà tôi không yêu thương đất nước của tôi là tôi bỏ rồi. Tôi không lên tiếng đâu. Đấy không? Mà cả hàng ngày mà đất nước của tôi mà những người mà lên tiếng như là Bùi Tuấn Lâm mà bắt trong tù mà 5 năm 6 tháng tù làm sao chúng tôi chịu nổi. Thành ra cá nhân tôi phải lên tiếng. Đấy không? Bỏ đi ông Thưởng, đừng có chơi màn mà bịp dân như vậy ông Thưởng. Hiểu không? Ông rất là hèn hạ, tôi thách thức ông đó. Ông ra nghe cái bài này đi. Rồi ông về nhà mà ông suy nghĩ lại tại sao ông lừa dối người dân như vậy. Nó có chuyện gì đâu. Ông phải thả ngay ông Bùi Tuấn Lâm. Lời nói ông phải đi theo. Hành động của ông phải đi theo cái lời nói của ông. Ông không thể mà nói là bâng quơ như vậy được. Mà ông không làm. Ông không làm trước. Phải không? Đây là ông nói nè. Không có gì có thể khuất phục sẵn sàng hy sinh cho độc lập của dân tộc. Độc lập của dân tộc cho tự do và hạnh phúc của nhân dân. Nhân dân đang bị cầm tù đó. Hiểu không? Nhân dân không có quyền tự do ngôn luận đó. Tại sao ông không nói? Hiểu không? Ông độc lập cái gì? Ông độc lập dân tộc chỗ nào? Ông độc lập dân tộc chỗ nào mà ông để cái tên mà Nguyễn Phú Trọng đó, để cái thằng Nguyễn Phú Trọng gọi là làm con chó nhỏ cho giặc Tàu gì, đúng không? Ban hệ gọi là ngoại giao với nhau mà thì phải bình đẳng chứ, đâu có phải để cái thằng Tập Cận Bình mà nó mang cái vòng vàng vô để xích chó lên trên cổ vậy. Tập Cận Bình rồi đeo xích chó vô trong cổ của Nguyễn Phú Trọng, cũng là tổng bí thư ngang nhau, thằng kia cũng tổng bí thư, thằng này cũng tổng bí thư, mà tại sao tổng bí thư bên Tàu lại có quyền gọi là treo cái vòng xích chó vô trong cổ của Nguyễn Phú Trọng gì? Đúng không? Anh đối xử ngoài ngoại giao kiểu gì kỳ vậy? Thì ít ra Nguyễn Phú Trọng cũng có đeo cái vòng xích chó vô Tập Cận Bình, chứ không phải nhận gọi là vòng xích chó của thằng Tập Cận Bình rồi nói là độc lập dân tộc chỗ nào. Tôi không thấy độc lập dân tộc ở chỗ này nữa. Cái dòng xích chó mà Nguyễn Phú Trọng nhận dòng xích chó mà người dân nói như vậy chứ không phải tôi nói nha. Đeo lên cổ như vậy. Các anh đó, hãy nhìn đất nước đi. Hãy nhìn đất nước đi. Hãy xem cái lịch sử hào hùng của dân tộc nè. Từ thời Hai Bà Trưng nè ha, cho đến Đức Trần Hưng Đạo nè, thấy không? Rồi đến Quang Trung nè, thấy không? Đến Lê Lợi nè, ai cũng biết đất nước mình có lịch sử oai hùng như vậy. Mà ngày hôm nay đó, mấy cái người này ở đâu rồi? Tại sao chỉ tôi thấy tờ giấy bạc gọi là Hồ Chí Minh nè? Tại sao thấy cái đồng tiền chỉ có Hồ Chí Minh nè? Hồ Chí Minh đâu phải là tất cả của lịch sử dân tộc Việt. Đồng tiền người ta in hình những người anh hùng của dân tộc Việt Nam, thì trong đó có Quang Trung, có Lê Lợi, Lê Lái, phải không? Có Hai Bà Trưng, chứ đâu phải chỉ có một hình Hồ Chí Minh. Nhìn cái đồng tiền đi, là Việt Cộng nó đã xóa bỏ cái lịch sử của dân tộc rồi. Nó không có chấp nhận cái lịch sử của dân tộc. Nó là cái thằng gọi là sợ cái thằng giặc Tàu. Mà lịch sử của dân tộc Việt Nam đó thì dính liền với cái gì? Cái giặc Tàu. Khổ như vậy đó, 1.000 năm nô lệ giặc Tàu. Thành ra nó không có cho gọi là học về lịch sử nữa. Nó đồng tiền nó không có in hình những anh hùng dân tộc nữa.
đồng tiền có Hồ Chí Minh. Bây giờ ông cho chế độ Cộng sản cho Hồ Chí Minh là anh hùng đi, rồi còn anh hùng 4.000 năm đó, 4.000 năm trước đó tới bây giờ mấy người kia không phải anh hùng à, phải không? Mà trong khi đó Hồ Chí Minh đã chứng minh được là nó là thằng giặc Tàu, nó là người Tàu, nó bản đồ 4 tuổi giống như là Mao Trạch Đông, nó giống bản đồ y chang như Chu Ân Lai, nó là thằng giặc Tàu. Nó cầm cái viết thì nó cầm cũng cái kiểu mà giống như cây cọ sơn để viết chữ Tàu. Rồi nó lại mang cái lá cờ Phúc Kiến, cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ Phúc Kiến của giặc Tàu. Tất cả bằng chứng mà thằng Việt đã thường nói ở trên diễn đàn của mình, mấy anh đâu có cãi được đâu. Không, mỗi cái clip đều có phần bình luận mà đâu có ai bình luận được cái vấn đề đó đâu, tại vì nó đúng quá mà, phải không? Thế giới bây giờ đó người ta đã thay đổi hết rồi, người ta đã nhìn thấy hết rồi, người ta đã nhìn thấy nè. Việt Nam bây giờ hiện tại đó, quý vị thấy cái bản đồ không? GDP của Việt Nam đó là Trần Việt muốn cho quý vị thấy đó là GDP đó, per capita, cái nghĩa nó dịch ra đó là lợi tức của mỗi đầu người trong một quốc gia. Thì lợi tức của mỗi đầu người Việt Nam á chỉ có là 3.756 đô thôi nhé, trong khi Thái Lan thì 7.000 mấy. Mà cái này đó mình cũng chưa chắc mình tin tưởng mà cái con số mà xác suất thống kê nó đúng nữa, tại vì chế độ Việt Cộng chuyên môn là nghề nói dối thôi. Còn Cambodia đó, Campuchia thì là 1.625 đó. Tại sao vậy? Tại sao cùng một khu vực châu Á với nhau mà tại sao mà Thái Lan thì 7.000 mấy? Mà quý vị nhìn kỹ qua cái nước mà tự do đó, cái nước mà tự do đó thì họ có nước Singapore đó, nước Sing đó, 70 gần 73.000 đô la. Lợi tức của mỗi người dân ở Singapore đó là 73.000 đô la một người. Họ chia đều cái lợi tức của tổng sản lượng quốc gia, họ chia đều cho mỗi người dân thì 73.000 người, 73.000 đồng. Còn Hồng Kông thì gần 50.000 US đô la đó. Japan thì có 40.000, 39.000 US đô la. Thấy không? Tại sao các nước mà người ta dựa theo cái tự do đó, hiểu không? North Korea nè là cộng sản nè, nước cộng sản đó, North Korea chỉ có 1.306 đô la thôi, càng cộng sản nhiều đó, thì nó càng nghèo. Quý vị thấy rõ điều đó mà, thấy không? Việt Nam, Cuba, rồi Bắc Hàn, nó nghèo dễ sợ luôn. Đâu có nước nào mà giàu đâu. Ngay cả thằng Trung Cộng bây giờ cũng được gọi là China này, Cuba đó. Cuba quý vị thấy đó là cũng là 7.291 nè, đúng không? Chỉ có thằng China đó là nó may mắn đó. Nó may mắn nó đi trước, là nó chịu cái vấn đề mà nó gọi là kinh tế thị trường, kinh tế tư bản. Nó bỏ, nó định hướng nó cũng là cộng sản, nhưng mà nó áp dụng cái nền kinh tế thị trường trước người ta, rồi nó đi tham gia vào WTO, thấy không? Rồi bây giờ đó nó lên nhanh dễ sợ không? Nó tham gia hồi năm 91 đấy nè, thấy không? Rồi thằng Việt Cộng thì tham gia vào năm 93 thì phải, mình không không nhớ rõ, nhưng mà đại khái lúc đó đó thì nó có 420 đô la một năm thôi, mỗi người dân đó. Mà từ từ nó bò lên nè, đó, đến 2004 thì nó bò lên gần 1.500 rồi. Rồi bây giờ đến ngày hôm nay
thấy không, nó lên 19.600, thằng Trung Cộng nó 19.600, người dân nó phải sung sướng không? Nhờ ơn của tư bản đó, thấy không, nó áp dụng chính sách tư bản đó, nó gọi là nền kinh tế thị trường đó, người cộng sản gọi là nền kinh tế thị trường đó. Mà đến bây giờ không, cái này projection đây, projection là 2027 thì nó sẽ lên đến đến đó thôi, hiện giờ là 2003, 2023 đây nè, 2023 là nó lên tới 13.000 đó, 13.000, nhưng mà nó từ từ là 2024 nó sẽ lên đến gần 15.000. Bởi vì mình thấy đó, tại sao người ta bỏ nước ra đi? Tại vì cái chế độ cộng sản. Và tại sao người ta không giúp nước được? Tại sao người ta không giúp nước được gì? Giúp gì nổi? Giúp mà giúp cho cộng sản hả? Người ta bỏ ra nước ra đi vì người ta tị nạn. Tị nạn cộng sản. Rồi làm sao mà người ta giúp đỡ quê hương được? Thấy không? Đất nước mà thử mà bỏ chủ nghĩa cộng sản đi, thấy không, hôm nay đó, mà nhiều lần rồi Trần Việt đã kêu gọi các anh cộng sản đó bỏ đi cái chế độ cộng sản, nó làm nghèo cái đất nước, rồi cả thế giới người ta lên án cái chủ nghĩa cộng sản, đúng không? Những cái tên mà đồ tể cộng sản người ta đã lên án 13 tên đồ tể cộng sản độc ác nhất thế giới, trong đó có Hồ Chí Minh, trong đó có Hồ Chí Minh, người ta lên án cái thằng Hồ Chí Minh nó làm khổ cái dân tộc Việt Nam, nó giết bao nhiêu người, 500.000 người trong cải cách ruộng đất, đó là thằng Hồ Chí Minh, nó đâu có thương gì cái nước Việt Nam của mình, tại vì nó giặc Tàu mà, nó đâu có thương gì đất nước Việt Nam mình. Và Trần Việt hôm nay chứng minh cho quý anh chị em thấy là Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam đó, thì sau cái trận đánh mà Võ Nguyên Giáp thắng thắng giặc Pháp trận Điện Biên Phủ, thì Hồ Chí Minh đó phải đuổi thằng Pháp ra khỏi đất nước mình. Mày thua trận rồi, tao giao hẹn cho mày là trong vòng 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm cũng được, mày phải ra khỏi đất nước Việt Nam của tao, mày phải rút quân về nước. Hiểu không? Mày ra khỏi đất nước của tao. Chứ không phải, Hồ Chí Minh nó đâu phải là thằng Việt Nam, nó đâu phải là người Việt Nam. Hồ Chí Minh là nó thằng giặc Tàu, thành ra nó phải ký hiệp định với Pháp 1954 để mà chia hai đất nước của mình. Có cái nào thắng trận mà đi 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 tự nhiên chia hai đất nước của mình không? Trên thế giới này đâu có chuyện kỳ lạ như vậy. Ngoại trừ Hồ Chí Minh là thằng giặc Tàu thì nó nhẫn tâm lắm. Nó sẵn sàng nó chia hai đất nước của mình vào Hiệp định Geneva 1954. Tôi nói gì có đúng không thưa quý vị? Phải không? Đúng chứ. Phải không? Tôi là người Việt Nam, không có một người Việt Nam nào mà chấp nhận chia hai đất nước của mình nữa nè. Tôi khẳng định với quý vị điều đó. Toàn dân Việt không bao giờ. Toàn dân Việt bây giờ có 100 triệu người đấy nè. Quý vị có nghĩ rằng 100 triệu người này có muốn chia hai đất nước của mình không? Không. Không một người nào muốn chia hai đất nước của mình, ngoại trừ cái thằng đó là thằng giặc Tàu. Nó là thằng giặc Tàu, thành ra nó muốn chia đôi đất nước của mình để mà nó cai trị miền Bắc, rồi sau này nó tiến xuống nó chiếm miền Nam để trọn bộ luôn, phải không? Nó chia đôi đất nước rồi từ từ nó chủ tâm rồi nó chiếm hết toàn bộ. Đâu mà ai đi đi mà đi chia đôi cái đất nước của mình, chỉ có thằng giặc Tàu thôi. Thành ra đó, các anh phải từ bỏ đi. Từ bỏ cái chế độ diệt cộng đi, từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi.
thì người dân sẽ thương mến các anh. Đúng không? Trang viết đây đâu có khả năng nào mà lật đổ các anh đâu. Không? Tất cả những người Việt Nam hải ngoại cũng đâu có lật đổ các anh được. Họ đâu có súng ống, họ đâu có cái gì mà có thể lật đổ được. Nhưng mà tất cả đều là ước mơ hết. Họ ước mơ các anh nhìn thấy tiếng nói của sự thật. Tiếng nói của sự thật như là ông Võ Văn Thưởng đã lên tiếng đó. Ông thích cái điều mà sự thật. Ông thích cái điều mà dũng cảm. Thấy không? Thành ra ông mới lên tiếng như vậy. Thấy không? Đấy, đó, ông nói rõ ràng đó. Quả cảm, ông dùng chữ quả cảm thì dũng cảm cũng giống nhau thôi. Thấy không? Ông thích tiếng nói trung thực, quả cảm. Thì Trần Việt hôm nay nói những lời nói trung thực. Trung thực đối với ông Võ Văn Thưởng. Mong rằng cái tiếng nói của Trần Việt đến tai ông Võ Văn Thưởng nha. Đây là tiếng nói Trần trung thực đấy. Trung thực muốn cái đất nước mình từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi. Giải tán cái đảng cộng sản đi. Chính cái đảng cộng sản nó làm nghèo đất nước. Mà bằng chứng mình đã thấy rồi. Bằng chứng cả thế giới thấy rồi. Biết bao nhiêu quốc gia bên Đông Âu người ta từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản. Giống như Ba Lan đó. Ba Lan ngày nay hôm nay rất là giàu có nha. Nước Ba Lan đó. Tại vì họ đã từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản. Ngày hôm nay đó, Trần Việt muốn nói với ông chủ tịch nước từ bỏ chủ nghĩa cộng sản đi. Giải tán cái đảng cộng sản đi ông Thưởng. Ông thực hành cái lời nói của ông đi. Để cái lời nói của ông là sự thật. Để toàn dân được cái hạnh phúc. Phải không? Toàn dân người ta chỉ mong đợi như đó thôi. Và người Việt hải ngoại cũng mong đợi như đó thôi. Họ là những người tị nạn cộng sản mà. 6 triệu người Việt, trên 2 triệu người vượt biển. Nhưng mà sự thật là hiện tại có 6 triệu người Việt Nam trên toàn thế giới. Và họ thích sống ở hải ngoại thôi. Chứ họ không thích sống mà ở trong nước. Tại vì trong nước là một chủ nghĩa cộng sản, làm sao mà họ sống được. Đúng không? Nó độc tài, độc ác, nó không có tự do ngôn luận. Nó đặt ra những điều luật bất công. Giống như điều luật 331 với điều luật 117 đó. Điều luật mà gọi là hiến pháp cho phép. Nhưng mà điều luật con nó lại cưỡng hiếp mẹ của nó. Nó cưỡng hiếp luật mẹ. Nó quả là nó loạn luân trong luật pháp đó. Loạn luân trong luật pháp. Luật con mà đi hãm hiếp luật mẹ. Luật mẹ cho quyền tự do ngôn luận, luật con cấm quyền tự do ngôn luận. Hiểu không? Luật mẹ đó thì cho gọi là đa đảng. Hiểu không? Tự do lập hội, lập đảng. Vậy mà thử nói mình có cái đảng gì khác ngoài cái đảng cộng sản không? Không có. Hiểu không? Có một người trong đảng Việt Tân đó là đã bị bắt bỏ trong tù rồi. Đảng Nhân dân Hành động cũng bắt trở trong tù rồi. Biết bao nhiêu đảng phái khác cũng đắp bỏ trong tù rồi. Thấy không? Chỉ có một mình một đảng là cộng sản thì còn được tồn tại thôi. Thành ra tất cả đều là đi ngược lại cái hiến pháp hết. Hiến pháp cho phép thành lập đảng mà. Phải không? Thì phải cho người ta thành lập đảng chứ. Phải không ông Thưởng? Mình nói không biết ông nghe không? Thấy không? Nhưng mà buộc lòng mình cũng phải nói thôi. Mình rất vui. Nói thiệt khi gặp là một cái nước cộng sản như vậy mà bắt tay với Mỹ, với Hoa Kỳ để là thiết lập quan hệ ngoại giao đến cái cấp mà chiến lược toàn diện thì mình vui lắm.
chiến lược toàn diện là bạn bè mà thân thích nhất á, cao cấp nhất á. Thì nói thiệt, bạn bè mà thân thiết nhất với nhau á thì không giống râm cũng phải giống cánh chứ. Ông tưởng đất nước người ta giàu có quá mà, hiểu không? Thì mình nên bắt chước, mình nên bắt chước Mỹ. Tại sao đất nước Mỹ giàu như vậy? Đơn giản, có gì đâu khó đâu. Tự do, dân chủ thì nước nó giàu à. Nước Mỹ nó vậy đó, nó đâu có kỳ thị ai đâu. Bởi vì dân nào sống ở Mỹ cũng được, nước Mỹ không có kỳ thị. Nó có những luật pháp nó cản trở, nó không cho ai kỳ thị ai. Thế nên khi xưa đó thì nước Mỹ có kỳ thị, nó kỳ thị người da đen đó. Nhưng ngày nay đâu có chuyện đó nữa đâu. Bất cứ dân tộc nào sống ở Mỹ cũng được, cũng thoải mái hết đó. Mà nước Mỹ là coi như một nước coi như là giàu nhất thế giới đó, chứ không phải giỡn đâu. Nước Mỹ nó giàu lắm đó ông Thượng. Ông qua đây mà thấy đường xá của Mỹ, rồi ông thấy cách sống của người Mỹ thì ông hiểu ngay là đất nước phải cần thay đổi. Đó, ông qua bên Mỹ rồi ông cũng thấy chứ, phải không? Hy vọng đây là những người lời nói chân thành của ông, nhưng mà sự thật đó, mình thấy ông nói đó, đất nước đang cần, nhưng mà thiếu chỉ những à, tiếng nói trung thực quả cảm. Mình nghe cái này mình vui lắm, nhưng mà mình vui mà khi mình thấy cái anh Bùi Tuấn Lâm đó vẫn còn đang ở tù đó. Nói thật đó, ông Thưởng mà trước mặt mình đó, mình tát một cho một bạt tai để mà tỉnh. Lời nói của mình đó, mình hãy hành động đi ông thì giỏi văn thưởng. Ông hành động đấy, anh thả Bùi Tuấn Lâm đi rồi 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 tôi tin. Ông dám thả Bùi Tuấn Lâm không? Thế ông chỉ cần ký một cái lệnh ân xá thôi, tại vì cái đó nó nhằm cái thẩm quyền của ông mà. Ông có quyền ân xá bất cứ ai bị tù tội là người chủ tịch nước, đó là trong cái quyền hạn của ông đó. Ông phải có quyền ân xá thì hãy làm đi ông Thưởng. Rồi mình mới thấy ông cũng là một người dũng cảm, chứ không phải là những thằng hèn. Thằng hèn nó chỉ biết nói thôi nhưng mà nó không làm, phải không? Mong rằng những lời nói của ông đó, hiểu không, đất nước đang cần tiếng nói trung thực quả cảm thì hãy làm đi ông Thưởng. Làm đi, làm ngay bây giờ đi, làm ngay ngày mai đi. Hãy thả anh Bùi Tuấn Lâm đi. Anh Bùi Tuấn Lâm là một người tiếng nói trung thực đó. Mà không phải đâu, nó biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người có cách tiếng nói trung thực đang bị ở tù đó ông Thưởng. Đấy không? Đây nè. Đây nè, mình cho thấy đây là tiếng nói trung thực đây. Đây là những tiếng nói trung thực đây. Đó. Đây là những tiếng nói trung thực đây. Thấy không? Thấy những tiếng nói trung thực không? Đây là những tiếng nói trung thực đây. Thấy không? Biết bao nhiêu người, thấy không? Tại sao họ bị bắt vậy? Thấy không? Thiệt. Biết bao nhiêu người đây nè, họ đang bị bắt ở trong tù đấy, một trăm mấy chục người đây. Chẳng lẽ ông không biết? Thả hết đi, thả hết tất cả những người này, tất cả họ đều vi phạm vào cái quyền tự do ngôn luận đây. Họ không phải là những người criminal, họ không phải là những người tội nhân, họ chỉ lên tiếng thôi. Giống ông Dũng Vô Va nè, Dũng Vô Va không làm tội gì đâu mà tại sao bắt ông vậy, phải không? Rất là man rợ. Nói thiệt, mình lên tiếng
mình phải lên tiếng thôi. Mình thấy sao mang rợ quá ông, mang rợ quá ông Thưởng à. Ông đi bắt những người này là những người yêu nước, ông đi bắt tội nghiệp người ta. Thôi mình chỉ lời, có những cái lời gọi là chia sẻ với ông Thưởng nha. Ông Thưởng, tại vì ít ra đó đây là giống như mình xem giống như là chuyện lạ bốn phương. Thành ra mình vừa đọc, mình vừa mừng. Mình nghĩ là tại sao có một người cộng sản như như ông Võ Văn Thưởng mà rất là can đảm như vậy. Dám nói rồi là chấp nhận rồi là những cái tiếng nói sự thật. Những cái tiếng nói mà dũng cảm như vậy. Đúng không? Đất nước đang cần những tiếng nói trung thực. Trung thực là sự thật đó. Quả cảm. Quả cảm là dũng cảm đó. Cảm ơn ông Thưởng. Sự thật mình nói vậy là mình nghe tiếng nói của ông và mình cảm ơn ông. Nhưng mà mình chưa cảm ơn toàn diện đâu. Mình phải đợi ông làm. Đợi ông làm đó ông Thưởng. Mà trước hết ông làm đó, ông phải cái chuyện nó quá dễ mà. Ông có quyền ân xá tất cả những cái tù nhân lương tâm đó. Người ta lên tiếng nói sự thật thì bị bắt vào cái điều 117 hoặc là bị bắt vì cái điều mà 331. Kể cả bà Nguyễn Phương Hằng nha. Đúng không? Bà Nguyễn Phương Hằng, bà đâu có tội gì đâu. Bà chỉ lên tiếng nói thôi. Bà đâu có tội gì đâu mà bắt người ta 3 năm tù. Trời đất ơi. Ngay cả một người mà như như chị Hằng giàu có như vậy mà các anh cũng bắt bỏ trong tù được nữa. Hay thiệt á chứ. Đúng không? Chế độ đó là chế độ mang rợ đó. Người ta nói mang rợ là vậy đó. Bà cùng lắm đó. Bà Hằng đó. Bà bây giờ bà nói xấu người này, nói xấu người nọ, nói xấu Hoài Linh, người ca sĩ Duy Oanh được. Bà nói cái chuyện mà vu khống đi thì mấy cái người khác, mấy người mà bị vu khống đó, thưa bà ra tòa án dân sự, hiểu không, bồi thường thiệt hại chứ bà đâu có tội gì đâu. Bây giờ bà nói ông Nguyễn Văn Mãi gì đó, hiểu không, thì bây giờ ông Mãi thưa bà đòi bồi thường 5 triệu 3 triệu mà ra tòa án xử thì bà phải bồi thường đấy. Vậy tòa án dân sự là nó tính về cái tiền bạc, về cái danh dự, người ta gọi là tòa án dân sự giữa người dân bất đồng với nhau. Chứ bà Hằng đâu có tội lỗi gì mà bắt bà đâu có gì. Tại sao lo bắt cướp, bắt này bắt nọ đi, bắt mấy thằng ăn trộm ăn cắp tham nhũng rồi đó, mấy thằng mà lợi dụng quyền lực rồi đó, rồi bắt giống như thằng Nguyễn Phú Trọng đó. Đó, nó sẵn sàng nó đạp điều lệ đảng để mà nó lên nó làm tổng bí thư là ba nhiệm kỳ thứ ba, bắt những thằng đó đó thì mới hay, mới có giá trị. Đó không, mà mấy thằng đó là nó làm trước mặt luôn á, nó làm trước mặt rồi làm 5,2 triệu đảng viên đó, mà thằng nào nó cũng hèn đó. Đâu dám lên tiếng gì đâu. Đó không, hy vọng chủ tịch nước dám lên tiếng bắt bắt tên Nguyễn Phú Trọng đó, là cái thằng đạp liều đỡ đảng đi mà làm tiếp cái nhiệm kỳ thứ ba đó. Can đảm đi ông Võ Văn Hưởng, Võ Văn Thưởng chứ. Ông thích tiếng nói mà trung thực, thấy không, mình thấy hay quá. Đây là lần đầu tiên một người cộng sản mà lên tiếng gọi là đất nước chúng ta đang cần, thiếu chi những đang cần tiếng nói trung thực, mà ai nói trung thực thì bỏ tù. Giống như trong quá khứ nha, trong quá khứ đó các anh đó cộng sản đó đã giam giữ biết bao nhiêu người, hiểu không, giam giữ biết bao nhiêu người mà lên tiếng trung thực trong cái nhân nhân văn giai phẩm đó, mấy chục năm trước đó, nhân văn giai phẩm đó. Trăm hoa đua nở rồi, trăm hoa đua nở rồi,
mấy nhà dân lên tiếng là các anh bỏ trong tù hết. Trong đó có Trần Dần đó. Trần Dần mà nói Trần Dần đây nè. Thơ của Trần Dần nói nè: tôi bước đi không thấy phố, không 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 thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ. Không, không thấy phố, không thấy nhà. Con người ta đó ai cũng cần nhà. Mà không có phố, không có nhà thì còn cái gì mà hạnh phúc nữa. Không, cái thơ của Trần Dần bởi vì người ta mới yêu mến ông đó. Ông ẩn ý là người dân Việt Nam không có hạnh phúc. Không, mà chỉ có thấy là mưa xa trên màu cờ đỏ. Mưa xa giống như là nước mắt đó. Nước mắt của người dân gọi là chảy chảy thấm lá cờ đỏ. Bởi vì một cái câu thơ của Trần Dần nó hay như vậy đó. Biết bao nhiêu mà vụ án nhân dân giai phẩm đấy nè, biết bao nhiêu người nè, nghe không, nhân văn giai phẩm nè, Thụy An nè, một số phận bi thảm nè. Đây là những nhà văn nè, vinh danh những người đó đấy, không vinh danh những người văn, những nhà văn ở trong nhân văn giai phẩm đi, những người đang bị bắt đó. Ngay cả mà cái ông mà sáng tác cái bài quốc ca đó, văn cao gì đó, đúng không? Tiếng quân ca được của văn cao rồi các anh cũng đi người ta, đúng không? Thiệt thiệt hết nói. Ghê thật, mang rợ thật. Bỏ đi, đúng không? Dẹp bỏ đi, không dẹp bỏ, thả hết tất cả những tù nhân chính trị đi, tất cả những tù nhân mà bị cái điều 331 và cái điều 117 đó tuyên truyền chống phá nhà nước vậy đó, người ta có quyền tự do ngôn luận không ơi, đúng không? Ông phải dựa vào cái luật mẹ là cái luật mà căn bản đó, người dân có quyền tự do ngôn luận, nó khẳng định trong điều 25 hiến pháp. Thành ra thả hết, chứ không phải là điều luật mẹ mà không tuân thủ, mà tuân thủ cái điều luật con. Điều luật con là 331 mà, đúng không? Điều luật con là 117. Tự nhiên là rồi nó nói người ta tuyên truyền rồi nó bắt rồi. Mọi rợ đó, rất là mọi rợ. Luật pháp đó, mà mọi rợ như vậy thì không được, đúng không? Luật pháp nó có điều 4 hiến pháp nữa. Điều 4 là điều mỗi rợ nữa, phải bỏ cái điều 4 nữa. Thấy không? Làm đi ông Thượng. Chân thật đó, tiếng nói của tôi chân thật đó. Thấy không? Ông mà thích chân thật, dũng cảm thì hãy làm đi ông Thượng. Mong rằng ông xứng đáng là một người dũng cảm, chứ đừng có hèn hạ mà nói không làm. Mình nói, miệng ông nói rõ ràng, báo chí đã đăng như vậy rồi, tuổi trẻ đã đăng như vậy rồi, đất nước đang cần những tiếng nói trung thực quả cảm. Hãy làm đi ông Thượng. Nói thì được, nhưng mà làm tại sao không được? Cái ông là có cái danh dự của ông chứ, tại vì ông là chủ tịch nước mà. Ông làm đó, ông ân xá tất cả các tù nhân chính trị, hiện giờ mấy trăm người đó, ông chừng cả ngàn người đó, tù nhân mà chính trị ông ân xá hết toàn bộ đó. Ông làm đi, ông làm đi ông Thượng, để mình mới hiểu được rằng là ông không có hèn. Đằng này ông nói mà ông không làm thì quả thật Trần Việt chửi vào mặt ông. Chửi vào mặt ông, nói thẳng là ông là một thằng nói láo. Hiểu không? Ông là một thằng nói láo đó. Phải không? Ông đâu có trả lời được đâu. À.
thiệt tình mà nói cho ngay đó, nói láo mà mình nói nó thật, mình cũng mình cũng thấy là mình cũng thấy vui chứ, vui nhưng mà mình thấy mấy anh cộng sản xạo lắm. Mấy anh cộng sản xạo lắm, không có tin được. Mình vui thì mình vui qua cái câu nói của ông, nhưng mà mình không tin được thằng cộng sản nào hết đó. Nó nói mà nó không có làm, khổ vì đó. Đó chứ nó nói nó làm, mình đâu phải lên, mình lên mà mình nói như thế, mình live stream mình nói như thế này phải không? Nó nói mà nó không làm, đúng không? Nó nói nó rất nước rất cần những người quả cảm, nhưng mà nó hèn hạ, nó đâu có quả cảm, nó nói nó không làm, đúng không? Tại vì nếu mà nó làm là nó đã thả rồi, nó đã thả những cái tù nhân người người ta gọi là tù nhân lương tâm đó, hiểu không? Cái lương tâm người ta thôi thúc người ta nói những cái điều mà bất công trong xã hội, thành ra người ta được cái đặt tên đó là tù nhân lương tâm, phải không? Người ta dám nói lên những bất công của xã hội và người ta bị bắt, đó là một trong những người tù nhân lương tâm đó. Đó là cái anh Bùi Tuấn Lâm, anh chỉ có bắt chước thôi, bắt chước thánh rắc muối xót bê đó, rồi anh cũng rắc hành, tại vì anh bán bún bò mà anh rắc hành. Thế là bộ trưởng bộ công an gọi là đại tướng Tô Lâm, gọi là ra lệnh mấy cái công an bắt anh Bùi Tuấn Ngầm, Bùi 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 Tuấn Lâm bỏ tù rồi là 5 năm 6 tháng trời. Thành ra vì lý do đó đó mà Trần Việt muốn lên tiếng chứ. Cái gì đây? Chà, bị cái gì đây? Rồi thôi, gần như nó bị cái gì đó, mới bị lát rồi đó. Thôi mình xin mến chào quý anh chị em nha. Để thôi mình uổng lắm đó. Sợ cái clip này nó hư uổng lắm. Cảm ơn quý anh chị em.